Ai ở Đồng Lao mang không màu đỏ, gặp Đỗ Quang Anh số 1 cũng ở Đồng Lao mang không màu xanh. Trọng tài thả Nguyễn Hữu Thành, trọng tài chống không thay đổi. Bố mặt tôi chỉ biết làm lâu nhưng mà cũng chưa bỏ. Thay đổi xe đại. Chơi tốt, lâu chơi vâng em còn chơi được. Thấy quân bên trong chúng tôi chơi đâu rồi thì quân đội có bóng kia chúng tôi một con đường kia xe đại đùi kia đi đùi cái đùi nó nhìn cái đùi hai đội chuẩn bị, hai trọng tài chuẩn bị. Nhà thứ nhất bắt đầu. Thôi, ra ngoài rồi. Mẹ. Tiếp tục. Bỏ giữa trường cửa hàng tiếp tục miếng rồi bố này mình đang ghi bất hình ba lộn đi mẹ mày rồi mình chưa đi bật ba mà đi bật quát rồi bật cái răng đi mẹ mày tí nữa thôi ra ngoài mời đâu ở giữa răng đi mẹ cường vật tao như bót đi mẹ léo mà để tiếp tục miếng bật giật bố tao bật thật luôn trước chân tao bật thật dừng lại đứng tài xế chúng tôi xin công bố kết quả bằng một miếng bốc bồng thời gian ở lúc 0 phút 58 giây hiệp 1 đấu tài 3 tháng 0 phút